Thưa quý vị, tại dự thảo nghị định thay thế nghị định 86 về vấn đề thu học phí các bậc học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021. Bởi từ năm 2020 cho đến nay, dịch COVID-19 và các đợt thiên tai, bão lũ ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước và tác động đến thu nhập của người dân. Việc giữ nguyên mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần giảm gánh nặng về tài chính cũng như nỗi lo tăng học phí cho phụ huynh và học sinh. Dự thảo cũng quy định mức tăng học phí tối đa mỗi năm học không quá 10% đối với giáo dục mầm non, phổ thông và không quá 15% đối với đào tạo đại học. Đồng thời bổ sung quy định cụ thể đối với học sinh thuộc đối tượng miễn giảm học phí tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được nhà nước cấp bù học phí tối đa bằng mức học phí đối với học sinh trường công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn. Thưa quý vị, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ ngày mai 19 tháng 4 và sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4, hoàn thành tiêm vét trước ngày 15 tháng 5. Đây là yêu cầu của lãnh đạo ngành y tế đối với các đơn vị. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 với hơn 56.000 liều. Số lượng này do Bộ Y tế phân bổ được dành cho 3 nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm hơn 45.000 liều dành cho nhân viên y tế làm công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bao gồm những người chưa được tiêm mũi 1 trong chiến dịch đợt 1. 2.000 liều ưu tiên cho nhân viên làm việc có tiếp xúc với người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hơn 9.000 liều tiêm mũi thứ 2 dành cho nhân viên y tế đã được tiêm mũi 1. Ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện tiêm chủng đúng tiến độ, không để vaccine hết hạn sử dụng mà nhân viên không được tiêm. Được biết, vaccine đang sử dụng tại Việt Nam do AstraZeneca sản xuất có hạn sử dụng 6 tháng. Trong khi đó, lô vaccine Việt Nam mới nhận theo cơ chế viện trợ COVAX hồi đầu tháng 4 năm 2021 thì chỉ còn hạn dùng là 2 tháng. Lô thuốc giải độc tố botulinum, tức là loại độc tố thường có trong các sản phẩm đóng hộp vừa về đến Việt Nam. Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị tiếp nhận để kịp thời điều trị cho các trường hợp nguy kịch vì ngộ độc pate chay trong thời gian vừa qua. Đây là loại thuốc giải có giá thành rất đắt và đã cạn kiệt tại Việt Nam. Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận lô thuốc giải độc tố botulinum đầu tiên gồm 6 lọ trong tổng số 30 lọ được cấp phép nhập khẩu. Loại thuốc đắt đỏ này có giá lên đến 6.000 đô la Mỹ một lọ, đóng gói dung tích 50ml. Thuốc được cấp phép nhập khẩu trong thời điểm Việt Nam xảy ra nhiều vụ ngộ độc do độc tố botulinum, thường có trong các loại đồ chay đóng hộp đã quá hạn sử dụng. Tháng 3 năm 2021, nhiều nạn nhân ngộ độc tại Bình Dương đã được chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu vì loại độc tố này. Trong đó, một người đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội phải gửi thuốc giải vào Bệnh viện Nhân dân 115 nhưng chỉ dùng cho 3 trong số 5 nạn nhân vì không đủ thuốc. Trước thực tế, nhiều bệnh nhân diễn tiến nặng, nguồn thuốc giải tại Việt Nam đã cạn kiệt. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã phê chuẩn nhập khẩu thuốc giải độc tố botulinum để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy theo quy định. Trước đó, vào tháng 9 năm 2020, WHO cũng đã phải viện trợ cho Việt Nam 10 hộp thuốc giải độc tương tự do có nhiều nạn nhân ngộ độc botulinum trong pate minh chay. Sáng nay tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài Hà Nội đã diễn ra triển lãm mỹ thuật nét và hình của họa sĩ Nguyễn Dương Đính. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật của họa sĩ, giới thiệu gần 80 tác phẩm và 10 bộ tượng. Các tác phẩm hội họa trong buổi triển lãm đều mang nét tự nhiên, tinh giản, thể hiện góc quan sát sâu sắc, ẩn chứa sự nghiêm túc và chân thành. Đúng như tên gọi, nét và hình luôn là mối quan tâm lớn trong sáng tác hội họa của họa sĩ Nguyễn Dương Đính. Các tác phẩm trưng bày trong buổi triển lãm được họa sĩ sáng tác từ năm 2017 cho đến nay. Riêng bộ tượng gốm mới hoàn thành năm 2021. 80 tác phẩm trực họa trên giấy khổ từ A4 đến A0, chất liệu chì, mực, than, phấn màu, sáp màu, màu nước. 10 bộ tượng gốm, mỗi bộ 3 tác phẩm, đường kính trung bình từ 10 đến 20cm, phác họa khía cạnh sinh động và lạc quan của con người thời dịch bệnh. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 22 tháng 4. Sự kiện Xe Sẽ Chứ nằm trong chuỗi sự kiện tưởng nhớ cố nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ vừa được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, sau 10 địa điểm khác trên khắp cả nước. Nhà thơ Lưu Quang Vũ ra đi khi tuổi đời còn trẻ, nhưng di sản mà ông để lại sẽ sống mãi trong lòng công chúng. Sức sống đó là bởi tác phẩm phản ánh chân thực và sinh động những chuyển động của thời cuộc được đưa ra
bởi những sáng tạo không biết mệt mỏi của người nghệ sĩ. Nó cũng để lại nhiều suy nghĩ cho các nghệ sĩ trong đời sống nghệ thuật đương đại. Cơn mưa nặng hạt không hề ngăn được những người yêu thơ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh ở mọi lứa tuổi tụ tập về đây. Họ cùng nhau đọc lại những dòng thơ và chia sẻ những kỷ niệm về hai nhà thơ mà ai cũng yêu mến. Em cảm thấy rằng mình có một cái sợi dây kết nối tâm hồn rất là sâu sắc với cả thơ của Lưu Quang Vũ với Xuân và Xuân Quỳnh, và em luôn luôn tin rằng thơ ca thì không có giới hạn và cũng không có giới hạn cả về thời gian lẫn không gian. Chính vì thế dù là thời nào hay là với bất cứ một thế hệ nào đi nữa thì thơ, những cái vần thơ thực sự tươi đẹp thì sẽ luôn sống mãi trong tim của mọi người và sống mãi giữa đời. Từ sức sống trong các tác phẩm của Lưu Quang Vũ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, nền văn học nghệ thuật hiện nay có đội ngũ đông đảo, phương pháp thực hành và không gian sáng tạo rộng mở hơn, không khí sáng tạo dân chủ hơn, nhưng vẫn còn nhiều điều mà chính giới sáng tác đặt ra những băn khoăn. Nói về thời kỳ hiện nay và so sánh trước đây thì cũng có những cái điều mà vừa mừng nhưng cũng có điều băn khoăn, là cái công cuộc đổi mới đất nước trong hơn 35 năm qua đạt những cái thành tựu như là Đảng ta nói, đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Nhưng mà dường như chưa có những cái tác phẩm nào mà phản ánh được cái tầm vóc của công cuộc đổi mới. Vì cái thời kỳ trước đây chẳng hạn ấy, người ta nhớ đến anh hùng nước chẳng hạn, trong đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc. Nhớ đến kỳ chỉ sứ trong hoàn đất của anh Đức. Đấy, nhớ đến những kỳ chiếu tịch trong Người Mẹ Cầm Súng của Nguyễn Thi. Đó là người ta nhớ, nhắc đến một cái thời kỳ lịch sử là ta nhớ đến những kỳ hình tượng, những tác phẩm. Nhưng bây giờ ấy, thì rõ ràng là vào rừng thì cũng thấy rừng rậm đấy, nhưng mà để có những cái cây, những cây lớn, những cái cây mà có cả chiều cao, cả cái màu sắc thì dường như là chưa có những cái tác phẩm mà ngang tầm với thời đại, ngang tầm với cái công cuộc đổi mới đất nước. Văn đàn tuần trước nổ lên nhiều tranh cãi quanh bài thơ phản ánh đời sống của người dân tộc Thái nằm trong chùm thơ đoạt giải B trên báo Văn Nghệ. Tuy nhiên, khi tranh cãi lắng xuống, những gì động lại là rất nhiều suy ngẫm về sự thiếu hụt số lượng lớn các tác phẩm văn học chất lượng cao ngày nay. Ngay sau đó, sự việc một người làm trong giới sáng tạo ở thành phố Hồ Chí Minh bị tố đạo nhái 7 tác phẩm nghệ thuật đương đại quốc tế trong triển lãm cá nhân của anh này đã khiến giới sáng tạo nghệ thuật không khỏi xôn xao. Nó cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho cái ngành giáo dục về nghệ thuật nói riêng, cũng như là cái ngành giáo dục nói chung. Thì trong quá nhiều năm cái câu chuyện giáo dục thiên về bề nổi, thiên về hình thức mà không đi sâu vào cái bản chất, sẽ đưa ra những cái hình mẫu, những cái khuôn mẫu. Thì chính vì vậy khi mà ra đời các nghệ sĩ gần như là cái cánh cửa để sáng tạo nó gần như rất là hẹp lại. Những cái môi trường nghệ thuật khi mà được đào tạo ở trong cái nhà trường nên là những cái nơi cởi mở và cái nơi mà cái người sáng tạo trẻ, có nghĩa là sinh viên ở đây phải có cái quyền được biểu đạt những cái tự do về mặt cá nhân mạnh nhất và được khuyến khích. Có như vậy thì cái sáng tạo cá nhân nó mới dần dần nó có thể hình thành trở thành những cái sáng tạo cá nhân sau này khi mà họ vào nghề và bước vào một con đường chuyên nghiệp. Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn cũng cho rằng không nên vạch ra ranh giới giữa nghệ thuật và cuộc sống, bởi xét cho cùng, mọi tác phẩm nghệ thuật là phản ánh hơi thở của cuộc sống, nhân sinh quan của con người thông qua mỗi nghệ sĩ.